Hello mọi người, năm hết, Tết đến, chúng ta sẽ đón một cái mùa xuân mới Mậu Tuất 2018 với nhiều cái vận hội mới. Có thể nói là có tuổi trên tử vi thì có tuổi rất tốt và cũng có tuổi sẽ rất xấu. Để làm gì tránh được những cái việc xấu ở trong cái tuổi của mình thì theo quan niệm của người xưa thì có rất là nhiều cách. Ví dụ như là cúng sao giải hạn hoặc là đi chùa lễ Phật lành cầu phước đức gì đó để đấy. Nhưng mà có cái mà gọi là hiệu quả nhất mà có thể gọi là tự trấn an bản mệnh chúng ta, đó là chúng ta sử dụng phong thủy của bản mệnh để mà chúng ta tương sinh cái bản mệnh, chúng ta khắc chế làm tốt những cái nhiệm vụ tương sinh cho nạp âm ngũ hành cũng như là bản mệnh, để cho chúng ta có được cái sự an toàn. Và thậm chí là có nhiều người họ cho phép làm ăn ở trong đó, hoặc là một chút chú nguyện vào, thì đó là, và hiện nay là rất là thịnh hành, đó là trang sức phong thủy. Thì hôm nay là mình cũng đeo vòng theo mọi người ha. Thì mình cũng không phải là một nhà kinh doanh giỏi hay là như thế nào, thì mình cũng gọi là có muốn giúp cho mọi người, vì rất là nhiều người inbox và hỏi thăm mình như thế nào, vật phẩm nào tốt, phong thủy nào tốt, thì mình để chắc ăn mình giới thiệu, thì mình chọn luôn cả những cái đá phong thủy thì phải là đá thiên nhiên ha, đừng có là bột đá. Dù là mọi người thấy đá mấy cái tượng đá Phật, tượng đá phong thủy đồ này kia của Trung Quốc họ làm rất sắc sảo, nhưng đó thực chất là họ nấu đá ra, họ bỏ bột vào, bột màu vào, thì mọi người cũng biết rồi, đá nó phải có linh khí của trời đất thì mới đem ra được cái linh khí. Còn mà ba đem nấu, đem đổ ra thì khác nào cục nhựa, mà cục nhựa thì làm sao mà tương sinh cho chúng ta được. Thì đá phải là đá phong thủy thì phải là đá thiên nhiên 100%. Thì mình cũng có đem bột mua một ít. Đó, ví dụ giống như là thạch anh tóc vàng, đó, dành cho những người mà vàng là cũng biết rồi là mệnh thổ, những người mà kim thổ có nạp âm ngũ hành thổ mệnh kim thì nên đeo được tốt. Đại loại như những người mà sinh năm 74 là cũng có thể sử dụng cái này, 75 cũng có thể sử dụng cái này, 75 chứ 74 thì không phải, thì tốt thôi. Nếu như mà ai có nhu cầu, cái này là một cách quảng bá để bán hàng. Ai mà có nhu cầu mà thích về vật phẩm phong thủy thì có thể inbox cho anh Ba, hoặc là gọi vào số điện thoại của anh Ba để anh Ba tư vấn cho mình. Anh Ba bảo đảm, ví dụ như Wasalin thì anh Ba chắc chắn rằng nó là Wasalin thật 100% chứ không phải là bột màu ha. Đá này là đá thiên nhiên ở khu vực Thanh Hóa rất là tốt, và thạch anh hồng nè. Rồi là thạch anh tím nè, thậm chí là đã mắt hổ là cũng có luôn, và anh Ba cũng có luôn cả những cái như là ruby, tượng Phật Bà ruby nè, tỳ hưu ruby nè, rồi hồ ly, tượng Quan Âm, có đầy đủ tất cả một phẩm và phong thủy. Nếu như mọi người mà cảm thấy tin tưởng rằng đó là anh Ba bán đá cũng giống như những gì anh Ba đã chia sẻ, thì cứ inbox và gọi điện cho anh Ba, anh Ba sẽ tư vấn và đưa cho những cái vật phẩm phong thủy đeo để tốt cho bổn mệnh cũng như tốt cho công việc làm ăn, để cho mình nếu như những cái tuổi xấu thì mình vượt qua cái năm Mậu Tuất một cách hoàn mỹ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và nhớ là mọi người không mua cũng được, ủng hộ anh Ba bằng cách share video này thật nhiều nha. Anh Ba có bán rất là nhiều loại đá, đúng đá thiên nhiên 100%, bảo đảm bằng những gì anh Ba đã chia sẻ. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Hẹn mọi người chắc cũng hơi lâu, tại vì có anh Ba hiện tại là đang bị đau, cho nên là anh Ba không có sử dụng nó để nói liên tiếp nửa tiếng ngồi, để chỉ có thể chia sẻ những cái video clip về tử vi phong thủy. Rất mong mọi người thông cảm.
khi có anh ba hết thì anh ba sẽ tiếp tục quay trở lại và chia sẻ với mọi người hết mình. Còn mọi người có chuyện gì gấp cứ có thể cứ gọi điện cho anh ba ở số điện thoại là 0964 905730. Mình đọc lại ha, 0964 905730. Rất vui và có thể giúp đỡ mọi người thật nhiều trong cái năm mới này. Bye bye và hẹn gặp lại.